Những năm gần đây, nông dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích trồng tiêu bị sâu bệnh sang trồng cây riêng, mang lại thu nhập ổn định. Hiện nay cây giường được trồng ở xã Cam Chính và Cam Nghĩa với diện tích gần 30 ha. Niên vụ năm nay năng suất trung bình đạt 60 tấn một ha, tăng hơn 10 tấn một ha so với năm ngoái. Giường đang được các thương lái thu mua với giá 9.000 đồng 1 kg, tăng gần 2.000 đồng 1 kg. Mỗi ha cho thu nhập khoảng 54 triệu đồng.